Thì Pháp Anh cũng được thông báo và thông tin là trong bệnh viện Dã chiến đang cần một số lương thực. Thì bệnh viện nó thuộc của Huế quản lý, thì bây giờ Huế đã rút về, thì bây giờ trong Pháp Anh và nhóm Oxy Sài Gòn sẽ đi đến thực tế xem thực hư thế nào ha. Và nhóm cũng có một số đồ cá nhân để cho bệnh viện, ví dụ như là Pháp Anh nhóm Oxy vừa mới lấy 2 thùng khẩu trang 2 lớp. Nói chung là khẩu trang này là hàng, là nó hàng hàng trung bình thôi, và cồn nè, rồi và nước rửa nè, rồi rất là nhiều vật tư khác nhưng mà mình chưa chở tới. Dự tính là khoảng 5 giờ chiều nay là mình và nhóm đi vào đó có một cuộc khảo sát và quay phim luôn ha. Thì Pháp Anh cũng sẽ cho bà con mình xem một cái số tài khoản của Oxy Sài Gòn nó được minh bạch như thế nào ha. Và hầu như là rất là hiếm các nhóm Oxy nó có những cái số tài khoản như thế này. Thì bây giờ anh em bà con hãy cùng xem. Đây là cái nhóm Oxy Sài Gòn này ha. Cái nhóm thiện nguyện này là cả cái nước Việt Nam mình, nó có một cái app đặc biệt ha. Nó có một cái app đặc biệt này. Đây nè, những cái trang mạng mà từ thiện là sẽ công khai như này. Và kể cả ví dụ như là anh em mà chuyển tiền là nhà nước quản lý luôn. Nó không có như những cái chỗ mà làm từ thiện khác ha. Nhiều anh chị kêu là chuyển vô đó ai biết. Đây nè, rất là mừng một cái là mình có live stream mấy đợt vừa rồi là bà con rất là thương và mến và đã chuyển ủng hộ lên giờ tới 52 triệu. Hôm bữa Pháp Anh nói bà con là Pháp Anh còn có 8 triệu đúng không? 8 triệu, sau đó lên tới 30 triệu. Mà mấy bữa nay mua rất là nhiều đồ rồi, mà hôm nay lên tới 52 triệu. Đó một con số anh em mà con nhìn thấy không? Và có thể là mình sẽ xem được cái mà gọi là cái thực tế luôn. Và cái thời gian chuyển luôn. Này có cái hình của mình nè. Cái này hình cá nhân của mình ha. Thì mình sẽ cho bà con xem cái số tiền mà những anh em ủng hộ đây nè. Trong ngày hôm qua ha. Hồi sáng này mình mua khẩu trang nè, 2 thùng khẩu trang nè, N95 giao dịch nè, 2,7 triệu nè đúng không? Là 2 thùng này mình mua nè, mua với cái giá gốc luôn. Đó, giá mà gọi là giá tốt nhất luôn tại Sài Gòn luôn nha. Thì trong này nó có cái số tiền mà anh em lái xe mà đi cứu người vô tình bị hư rồi nhóm Oxy Sài Gòn nó hỗ trợ 6,2 triệu nè, tông mà cái nhà tông banh cái dàn đầu luôn. Mà nhóm Hùng là ủng hộ. Và có một bà chị là MT nè, không biết tên nè, ủng hộ nhóm là 200.000 ha. Đặc biệt có một cái tên này nè, chờ H nè, Dương Đông góp tiền thiện nguyện hỗ trợ Oxy Sài Gòn 23 triệu. Cái anh này mình không biết tên luôn, nhưng mà ảnh cũng đã biết được nhóm Oxy Sài Gòn đang cần tiền và ủng hộ. Và trên này đặc biệt nữa là cái nhóm này có một cái anh nè, Hoàng, anh gì tên gì nè, nói chung là họ viết những cái từ nó tắt quá đâm ra mình không biết. Và những cái người mà người ta chuyển tiền cho mình thật sự các bà con á, là họ cũng không có nói tên và họ cũng không có công khai cái tên tuổi và cái nơi của họ, của họ. Và họ cứ thế là chuyển tiền cho mình thôi, cho nên là kể cả mình cũng không biết họ là ai. Mình nhiều khi mình muốn gọi mình cảm ơn bà con và rốt cuộc cũng không được. Đôi khi nếu ví dụ như là anh em bà con là đang xem được clip này hoặc là có coi được thì là nhóm Oxy Sài Gòn và Pháp Anh và tất cả anh em và tất cả bà con trên cả nước cảm ơn cô chú đã ủng hộ với những cái số tiền như thế này. Đó, đây là số tiền 10 triệu, bà con thấy không? Nội hai cái số tiền này không đã lên là bao nhiêu tiền đúng không? 23 với 10 đúng không? Đó, và có những cái người nè, người ta góp 1 triệu nè. Những cái xanh xanh này là góp nè, không? Đó, số tiền lên liên tục bà con thấy đó. Và cái số tiền là số tiền công khai nha, nhà nước quản lý luôn. Kể cả Pháp Anh cũng không được xài luôn. Mua cái thùng này trị giá là 2,7 triệu thì Pháp Anh chỉ có biết là 2,7 triệu thôi. Còn lúc nãy là xe ôm nó tới đây nó tính tiền Pháp là 70.000. Thì cái đó là nó có ít quá thì mình cũng bỏ từ tiền biên túi mình bỏ ra mình mua, chứ mình không có dùng cái tiền này để mà mình trả ha. Chứ không phải là cái thứ gì mình cũng lôi ra mình trả. Thật sự bà con á, mình có được cái số tiền này á, mình đi cứu người mình rất là mừng. Dễ gì có ai làm được điều đó. Rất là nhiều người có tiền nhưng mà chưa chắc đã làm được. Cho nên là Pháp Anh và nhóm cũng cảm ơn tất cả bà con mình. Thì anh em bà con nếu ví dụ như đang bị Covid hoặc là đang thiếu những cái thứ gì đó thì cứ liên hệ ha. Thì nhóm sẽ có người gửi thuốc cho bà con ở các tỉnh ha, Cao Bằng, Lạng Sơn, tất cả luôn. Nói chung là trên cả nước Việt Nam mình cứ cần thuốc là gọi nhóm Oxy Sài Gòn 0918999651. Sẽ có người nghe máy trực tiếp luôn. Và anh em ban đêm mà ví dụ như là ở Sài Gòn mà thiếu oxy hoặc là đang cần oxy cứ tới gõ cửa 563 kênh Dương Vương là lấy thuốc thôi, không cần gọi điện nha. Thì bà con và Pháp Anh chuẩn bị theo một cái theo chân Pháp Anh ha. Nói chung là theo chân mình đi,
vô bệnh viện dã chiến xem như thế nào ha, coi bệnh viện dã chiến có những cái gì trong đó. Lâu lắm rồi mình mới vô trải nghiệm. Thật sự bà con, cái đợt dịch đó mình vô bệnh viện dã chiến rất là nhiều, nhưng mà mình không dám quay phim, nó ghê lắm. Nói chung là quay nó mang rợ lắm, nó mang tính chất là mang rợ và mang tính chất ghê lắm. Bây giờ nó hết dịch rồi thì bây giờ mình quay nó là bình thường, cho nên là mình sẽ quay cho bà con xem ha. Thôi Pháp Anh cũng kết thúc, cảm ơn anh em bà con và cảm ơn tất cả bà con mình đã ủng hộ để cứu người nha. Pháp Anh và Minh Béo xin chào tất cả bà con nha. Chào mọi người. Hôm nay thì Pháp Anh sẽ và Minh Béo sẽ dẫn bà con vào cái bệnh viện giải chiến ha. Bệnh viện này là bệnh viện giải chiến của gì ta? Của mình hồi xưa là lúc trước là của Huế, mà bây giờ là các bác sĩ của Huế rút về rồi là giao lại cho bệnh nhiệt đới. Thì hiện tại là bệnh nhiệt đới là họ đang thiếu về vấn đề thực phẩm, nói chung là họ đang còn là mới vừa thành lập lại, họ vẫn còn rất là nhiều cái sự khó khăn đến về thiết bị trên thực phẩm ăn uống của các bác sĩ. Bây giờ anh em mình sẽ vô và thăm khám, mình xem sơ qua. Hôm nay là mình đi xem sơ cái bệnh viện một chút xíu để cho có thể là mọi người biết được là bệnh viện nó đang thiếu như thế nào ha. Bây giờ là mình phải, nói chung là mình phải cứu bác sĩ với lại các y tế, mình phải giúp sức cho họ, họ mới cứu được bệnh nhân. Đúng rồi. Đúng không? Chứ bây giờ mà mình không giúp sức cho nhân dân mà không giúp sức cho bác sĩ bó tay. Đây là bệnh viện số 14 đúng không? Thuộc trung tâm bồi sức tích cực. Bây giờ là hồi xưa là của Huế mà giờ đổi là của Nhiệt đới. Nhiệt đới đang tiếp nhận. Như đỡ đang tiếp nhận. Đây giới thiệu Pháp Anh, đây là chị Liễu. Dạ, Pháp Anh chào chị. Xã hội. Giới thiệu chị, đây là nhóm của em. Pháp Anh. Nói em là bên nhóm Moxi Sài Gòn và chuyên cung cấp thuốc trị Covid rồi đủ các kiểu. Nói chung là oxy, là oxy và thuốc chính. À, thực phẩm, thức ăn. Đó, và những cái thực phẩm luôn. Cái đầu xe thẳng ngoài đó. Cái xe mình đầu thẳng ra cặp để tích vô. Đang đầu cho mấy bác. Cho mấy sếp ở chỗ kia bác. Đây là cũng... đây là trong đây là những vật phẩm của bệnh nhân, đồ dùng bệnh nhân, giống giường chiếu rồi mền. Ngon rồi. Rồi rồi rồi. Cái này để đâu đây em bỏ? Cái này là do gì đã lên trước nè, nó không phải. Cha, hay nhậu nha. Có chị, cô nói cái đó không phải. Ừ, cái đó đó. Đây là những cái yếu phẩm để cho bắt các bác sĩ. Xúc thì tất cả anh chị và con cũng thấy đó, nhiều người cứ nghĩ ra là bệnh viện nhiệt đới to lắm hay là kinh phí dữ lắm, nhưng mà thật ra rất là đang thiếu thốn trong cái đợt này. Tại vì cái bệnh viện này, bệnh viện số 14 này, họ được bệnh viện Huế mới bàn giao mới ngày hôm qua hôm kia thôi. Sẽ nhắn bây giờ cho một em là thiếu những gì hay là gì đó, sáng ngày mai em sẽ chuyển tiếp vô, hiểu không? Đó. Chị cứ sắp xếp ổn thỏa nó đi. Rồi xong bắt đầu là chị cứ còn gọi điện lên nha. Rồi bé là thiếu gì nói nha, nói rõ nha, đừng có giận nha. Nói là phải nói thiệt tình. Chị thiếu cái gì ABCD, mắm muối đường gì cũng phải có nha. Chị đừng có ngại. Không. Chị đừng có ngại, chị đừng có ngại một bất cứ một cái gì hết. Không phải là gì bác hay là gì ai, nhưng mà gì tập thể, gì bà con của mình. Em sẽ chăm sóc cho tụi chị. Nói chung là anh chị phải khỏe thật sự á. Đúng rồi. Các tuyến bác sĩ mình phải khỏe mới tiếp rồi mới giúp được dân được chứ. Đúng. Bây giờ là hồi xưa là bao nhiêu em giúp là những người bà con. Đúng. Bây rồi, giờ là em giúp ngược lại cho chị. Là cho các bác sĩ, các chiến sĩ, là các những bạn ở đây cùng nhau có sức khỏe để chăm lo lại. Tại vì giờ căn bệnh Covid nó nhiều cái là nó sẽ xuất phát ra, bệnh nó sẽ chia ra rất là nhiều. Đó.
Thôi em chúc chị sức khỏe. Thôi em cũng chúc chị khỏe nha. Thôi em tụi em xin về. Đi mình đi.